Em Thắng chào bà con. Hiện tại em Thắng đang đứng bên những cây hồng local, còn gọi là hồng đen, trồng được 10 tháng và tháng thứ 7 đã đậu trái. Hiện tại thì những trái này đã được 3 tháng rồi, thì sau 6 tháng nữa sẽ chín. Quay gần cho cô chú ta xem nè, coi trái nó nhiều không nha. Đây, nhánh này, quay gần lại camera đi. 4 trái. Cái này do gió nè cô chú, nó bị thẹo nè. 4 trái luôn. Cái này được một trái nữa. Cô hồi nhánh này mới khủng bố cô chú ơi. Quá tí luôn. 2 4 6 trái. Đẹp dữ chưa? 3 tháng ha. Cái này 2 trái. Rồi qua cây bên đây. Để bà con ta có sự so sánh. Trái này mình nhìn thấy bự nè. Đó. Rồi bên đây cũng bự luôn. Thấy không camera? Thấy ha. Bên này cũng vậy. Đùm nó nhiều nè. Thì trái nó nhỏ. Như vậy để bà con chúng ta rút kinh nghiệm là gì? Như khi nó cho bông á, thì chúng ta để một đùm như thế này quá nhiều thì trái nó sẽ không có lớn lắm. Bà con chúng ta sẽ tỉa bớt, ví dụ như cái này 4 trái đi, mình tỉa còn 2 thì nó sinh trưởng nhanh hơn. Mình để 4 trái vậy thì nó chậm, nó nhỏ. Giống như bên này nè, nó cũng độ tuổi nhưng mà tỉa bớt chỉ giữ lại một trái thì nó lớn hơn rất là nhiều, thậm chí gần gấp đôi luôn. 6 tháng sau nó sẽ bắt đầu đó, nó chín là thưởng thức được, nhưng mà không biết 6 tháng sau có được ăn hay không. Tại vì do giống này nó đang rất là hút hàng, thì nhiều người yêu thích. Có thể người ta có gọi là gì ta, người ta mượn, ta thưởng thức trước cũng không chừng. Thì khi nào mà có trái chín á, em Thắng sẽ quay thực tế cho bà con xem nữa, là coi nè cái độ mịn của nó, coi nó có sơ hay không, thực chất hột nó có lớn hay không, là trả lời hay nhất cho bà con chúng ta. Còn hiện tại dòng hồng đen local này đang được lựa chọn trồng nhiều nhất. Đầu tiên là nhanh cho trái, sinh trưởng tốt gần như tất cả các vùng miền ở Việt Nam chúng ta luôn, là đều trồng được và cho trái. Và một điều nữa để chúng ta nên chọn giống này là nó rất là nhanh lớn. Nhanh lớn vô cùng luôn bà con. Cảm ơn cô chú. Mua giống thì liên hệ em Thắng.